Lý Ngọc, tình đầu hồng nhan bạc mệnh của Huỳnh Hiểu Minh, mặc váy cưới trong tang lễ của mình. Nhắc đến Huỳnh Hiểu Minh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hai bóng hồng nổi tiếng nhất trong cuộc đời của anh, chính là Triệu Vy và Angelababy. Một người là bạn học, là mối tình đơn phương không thể nào đến được với nhau. Một người là vợ, là mẹ của con trai anh. Thế nhưng mối tình đầu của Huỳnh Hiểu Minh không phải Triệu Vy, mà là Lý Ngọc, nữ phụ trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Năm 2001, Lý Ngọc tham gia bộ phim truyền hình đầu tay Tân Dòng Sông Ly Biệt và được khán giả yêu quý. Cô còn được netizen ưu ái đặt cho danh hiệu Tiểu Lâm Thanh Hà. Lý Ngọc là một trong những sinh viên có thành tích học tập tốt tại lò đào tạo minh tinh nổi tiếng châu Á. Sau đó, khi có cơ hội hợp tác với Triệu Vy và Lâm Tâm Như trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, vai Phương Du của cô nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ của công chúng. Khác với hai người bạn diễn nổi tiếng, nhưng trong phim lại diễn vai có tính cách nóng nảy, bốc đồng. Sự dịu dàng của Phương Du khiến người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính nhờ Tân Dòng Sông Ly Biệt mà Lý Ngọc và Huỳnh Hiểu Minh mới quen biết nhau. Tài tử họ Huỳnh kém Lý Ngọc 1 tuổi. Thời điểm mới hẹn hò, Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Một người là sao nữ đang hot, một người vẫn chỉ là chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu, cặp đôi không để ý tới nhận xét từ phía bên ngoài. Vậy nhưng sau này, vì tính cách bất đồng mà cả hai dần có mâu thuẫn, sau đó là chia tay nhau. Sau đổ vỡ tình cảm, Lý Ngọc toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Những năm sau đó, Lý Ngọc cũng tích cực tham gia đóng các bộ phim như Mạc Đại Hoàng Phi, Sương Mù Liễu Trấn, Liệp Báo Xuất Kích, Tình Nghĩa Lưỡng Trọng Thiên và đều đạt thành công nhất định trong sự nghiệp. Bạn bè của Lý Ngọc có rất nhiều người thành công trong nghề. Lý Bằng Bằng là bạn thân của cô từ thời đại học. Sau khi Lý Ngọc tham gia bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, cô cũng chơi thân với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng. Nữ diễn viên luôn được bạn bè yêu quý bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng. Sau khi chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, Lý Ngọc tham gia bộ phim Liệp Báo Xuất Kích cùng với Thiệu Binh. Hai người phim giả tình thật và đã công khai hẹn hò. Đáng tiếc, gần một năm sau, cặp đôi này chia tay bởi lý do bận rộn với lịch trình công việc cũng như bất đồng tính cách. Sau hai mối tình đẹp nhưng không có cái kết viên mãn, Lý Ngọc hẹn hò với Uông Vũ, một trong Bắc Kinh tứ thiếu, bốn thiếu gia đình đám của Bắc Kinh, cùng với Uông Tiểu Phi, Vương Kha, Vương Thước. Đáng nói, Uông Vũ lại là tình cũ của Triệu Vy, bạn học của Huỳnh Hiểu Minh và cũng là bạn diễn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt của Lý Ngọc. Từng nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi trác táng với nhiều mối tình với các mỹ nhân trong làng giải trí. Vậy nhưng khi yêu Lý Ngọc, Uông Vũ như biến thành một con người khác. Anh ở bên săn sóc cho người bạn gái hết mực hết lòng. Thậm chí, Uông Vũ đã từng nghĩ tới một đám cưới ngọt ngào và cuộc sống gia đình hạnh phúc với người đẹp họ Lý. Là một trong những diễn viên có tầm của làng giải trí ở thời điểm đó, sự nghiệp của Lý Ngọc tràn đầy những hứa hẹn trong tương lai. Thế nhưng đến năm 2006, cô được chẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư máu. Điều an ủi là trong khoảng thời gian khó khăn này, Uông Vũ luôn kề vai sát cánh, cổ vũ tinh thần cho bạn gái của mình. Thế nhưng dù cho nỗ lực thế nào, cặp đôi vẫn không thể thắng nổi số mệnh, thắng nổi ông trời. Năm 2009, Lý Ngọc, khi ấy mới 33 tuổi, đã nói lời tạm biệt dương gian, để lại nỗi xót xa cho người thân, bạn bè và khán giả yêu mến. Trong di nguyện của mình, Lý Ngọc nuối tiếc chia sẻ, cô chưa từng có cơ hội được mặc váy cưới. Chính vì thế, nàng Phương Du bày tỏ rằng, khi qua đời, cô muốn được chôn cất với chiếc váy cưới trắng muốt. Vào ngày đưa tang hôm đó, Uông Vũ đã xuất hiện cùng cô đi đoạn đường cuối cùng. Lý Ngọc được khoác lên mình bộ váy cưới mong ước, đầu đội vương miện nhỏ xinh, nằm ôm bó hoa cẩm chướng. Lý Bằng Bằng, người bạn cùng lớp của nữ diễn viên, khóc đến mức liệm người vì quá thương xót cho cuộc đời của Lý Ngọc. Ngoài ra, bên phần mộ của cô cũng được đúc một bức tượng một cô gái đang múa, tượng trưng cho hình ảnh của Lý Ngọc lúc sinh thời. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh cô tiểu thư Phương Du trong sáng phúc hậu với nụ cười rạng rỡ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt vẫn sẽ mãi là hồi ức đẹp trong tâm trí của khán giả nhiều thế hệ.